Các bạn đang nghe truyện Vi phụ chỉ muốn lẳng lặng nhìn xe mươi trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1156, sổ sinh tử, đạo chủ Lưu Danh, cơ duyên thần cán phân biệt giả chân lý bán thánh, 6. Võ Tăng Ngộ Cương còn chưa leo núi thì đã định sẵn là thất bại rồi. Dù sao, ông ta đã lựa chọn hai người có độ khó lớn nhất làm thử thách cho dù ông ta thực sự nhìn ra được phán đoán rằng hai người Lý Triệt đều là thân giả, nhưng ông ta lại chọn Thần Hầu mà Thần Hầu hiện tại chính là chân thân của Lý Triệt, mà Võ Tăng Ngộ Cương muốn tiếp tục leo núi thì phải thắng được chân thân của thần hầu. Nhưng Lý Triệt hiện nay, máu trong tay còn chưa nguội đâu. Vì vậy, lựa chọn có vẻ hoàn mỹ của Ngộ Cương trên thực tế lại là lựa chọn tồi tệ nhất. Lý Triệt như có điều suy nghĩ. Hoàn mỹ và tồi tệ, thật và giả, hư và thực đây là nhị tâm đại thánh cố ý làm vậy sao? Ánh mắt của Long Tử Ngạo Liệt đeo mặt nạ tinh túc sát thủ lóe lên cũng đưa ra lựa chọn lý triệt thần hầu đinh tử ngạo liệt cũng đưa ra lựa chọn giống với ngộ cương mặc dù lựa chọn giống nhau nhưng quá trình lại không giống nhau vẫn tồn tại khả năng phán đoán sai ngộ cương liếc nhìn một cái nhưng không nói gì thêm quy tắc do nhị tâm đại thánh đặt ra không hạn chế việc không thể đưa ra lựa chọn giống nhau mà để có thể lên đến đỉnh núi hoa quả sơn lấy được bảo côn thì đây không phải là điều đáng xấu hổ đây coi như là hợp lý sử dụng ưu thế của bản thân ánh mắt của nhạc vi chính thiếu đạo chủ lóe lên cười tươi rói cũng đưa ra lựa chọn lý bán thánh thần hầu và trưởng lão đinh thần thai huyền âm của huyền phù thần tông cũng đưa ra lựa chọn giống như lúc đầu võ thánh cổ xuyên của thiên đan thần tông võ thánh ninh hà của thất bảo thần tông hai võ thánh này cũng lựa chọn lý triệt thần hầu tuy nhiên hai người có chút thay đổi ở lựa chọn thứ ba lựa chọn đường tạ giáp cũng là võ thánh dù sao võ thánh đối phó với thần thai sẽ vất vả hơn một chút đối phó với đường tạ giáp cũng là võ thánh bọn họ lại có nắm chắc đường thị nhất tộc nổi tiếng về cơ quan thuật tự nhiên võ đạo không quá mạnh lý triệt đeo mặt nạ thần hầu nhìn những cường giả gần như coi lý triệt thần hầu là lựa chọn tất yếu này không khỏi ấn ấn mặt nạ thần hầu trên mặt muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng ở phía xa ba người công thâu tỉnh quân, đường tải giáp và đinh tử nhìn nhau, trên mặt có chút giải dụa và do dự. Có nên chọn Lý Triệt không? Thôi đi, Lý Triệt thì thôi đi. Dù sao cũng là trưởng lão của thần điêu lĩnh chúng ta, công thâu tỉnh quân lắc đầu, ông rốt cuộc vẫn không thể bất chấp thể diện mà đưa ra lựa chọn. Lão phu lại muốn thử xem võ tăng của tiểu linh âm tự này có bản lĩnh gì, cuối cùng, công thâu tỉnh quân đã chọn ba đối thủ của mình, thần hầu, nhạc vi chính, ngộ cương đường tả giáp và đinh tử cũng đi theo làm ra lựa chọn như vậy. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người thần hầu địa phủ đeo mặt nạ. Lý Triệt ấn ấn mặt nạ, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Ngộ cương, nhạc vi chính, tinh túc sát thủ âm. Sau khi thần hầu đưa ra lựa chọn, cả ngọn núi hoa quả sơn đột nhiên rung chuyển. Ban đầu còn kinh ngạc về lựa chọn của thần hầu, mọi người đều bị hấp dẫn sự chú ý liền nhìn thấy một con đường núi trải đầy bậc đá cổ xuất hiện trước mặt mọi người đường núi quanh co ngàn bậc trăm chuyển đường mòn sâu hung hút thẳng lên đỉnh hoa quả sơn thông đến cây bảo côn kia dòng nước của thác nước thậm chí bắn tung tóe đập vào bậc thang làm ướt con đường đá thật cũng là giả thì giả cũng là thật giả cũng là thật thì thật cũng là giả chư vị đường núi đã mở hãy lên núi lấy côn đi phật quan phổ chiếu Thần hầu khoác áo cà sa mỉm cười ôn hòa nói. Cả bãi đất trống yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng chim hót và hương hoa, tiếng thác nước chảy. Một lúc sau. A-di-đà Phật. Bần tăng, tiếp nhận thì bất kính. Một bộ áo xám, thân thể to lớn như núi của võ tăng ngộ cương, chấp hai tay trước ngực, đôi giày vải rách nát nhưng không hề dính một chút bụi bẩn, bước hai bước, đã đến trước đường núi hoa quả sơn mở ra giống như một đóa hoa sen đắng không nhiễm bùng, dẫm lên đường đá. Mà vào lúc ông ta dẫm lên đường đá, Lý Triệt, Thần Hầu và Đinh Tử ba người đều biến mất. Trong nháy mắt, mọi người không kịp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy con đường đá chia thành ba đoạn, mỗi đoạn có hai bóng người ngồi xếp bằng, trên con đường núi quanh co sâu hung hút, tổng cộng có sáu bóng người ngồi xếp bằng. Ngộ cương có chín vết sẹo trên đầu ngẩng lên. chắp hai tay trước ngực, bước lên bậc thang. Không nhanh không chậm. Đi thẳng lên 300 bậc. Liền nhìn thấy ở bậc thứ 300, đá xanh phủ rêu xanh, dưới hai cây thông cổ vạn vẹo ở hai bên, bên trái bên phải dựng hai tảng đá xanh. Trên tảng đá xanh, đều ngồi một người thật thà chất phát thần điêu bán thánh lý triệt. Hạ đào khê hạnh thiếu ý tứ, tự sấn thời tiết khai xuân phong. Hoa quả sơn. Xuân sắc tràn đầy, hoa tươi rực rỡ. Âm thanh ồn ào ríu rít vang vọng không ngừng giữa núi non. Trên những tán cây xanh, giữa các nhánh cây, đủ loại khỉ đang di chuyển, vàng, nâu, xám, trắng, đủ các loại khỉ nhảy nhót linh hoạt. Trong mắt từng con đều ánh lên vẻ tinh anh, nhìn về phía bãi đất lớn dưới chân núi, cùng những bóng người trên con đường đá lên núi. Chúng gãi đầu gãi tai, như đang tò mò, những người này đang làm gì? Nhưng mọi người đều biết, những con khỉ này đều là giả, tất cả đều là giả thế giới này hoặc nên nói là hoa quả sơn này vốn chỉ là một khung cảnh giả tạo do thần tính của miếu thần dựng nên không một kẻ nào trong những cường giả có mặt ở đây là kẻ yếu tất cả đều là cường giả võ thánh và thần thai cảnh giới đều là tu sĩ thoát phàm thành công đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra sự khác biệt của hoa quả sơn nhưng không ai phá vỡ sự giả tạo này từng người một ngẩng đầu lên ánh mắt đầy hưng phấn và mong đợi nhìn về phía tiểu linh âm tự ngộ cương trên con đường lên núi đôi giày vải của ngộ cương, không dính chút bụi trần, dẫm lên bậc thang thứ 300, hai bàn tay chấp lại, một cơn gió xuân mang theo tiếng chim hót và hương hoa thổi qua, làm lay động chiếc áo cà sa màu xám trên người ngộ cương bay phần phật. Cây thông già cỗi, những chiếc lá thông rủ xuống dày đặc, mọc ở hai bên con đường đá, như hình ảnh phản chiếu. A-di-đà Phật Ngộ cương nhìn Lý Triệt đang ngồi xếp bằng trên hai tảng đá xanh. Gần như giống hệt nhau, căn bản không thể phân biệt được tuy nhiên ngộ cương không bận tâm hai bàn tay chấp lại nhìn về phía hai người lý triệt đang ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh ba đối thủ chia thành ba cửa ải lý triệt này có lẽ là yếu nhất cũng là cửa ải dễ vượt qua nhất dù sao lý triệt tuy là thần điêu bán thánh nhưng lại dựa vào thiên phú của thần điêu mạnh mẽ để cưỡng ép bước vào cảnh giới này trên thực tế theo hiểu biết của ngộ cương tu vi võ đạo của lý triệt chỉ là thần cương đại tông sư thần tính cũng chỉ mới đạt đến thần nguyên so với kim cương võ thánh của tiểu linh âm tự như hắn thật sự chênh lệch quá lớn hoàn toàn là khoảng cách giữa trời và đất vì vậy ngộ cương cũng tự tin khoảng cách lớn như vậy lý triệt làm sao có thể giả trang trước mặt hắn huống chi ngộ cương tự tin vào cảm ứng thiên nhân của mình có thể dễ dàng phân biệt thật giả của lý triệt tu vi càng yếu sơ hở càng nhiều lý bán thánh tiểu tăng đắc tội ngộ cương chắp tay cúi đầu trong khoảnh khắc tiếp theo khi cơ thể thẳng đứng, cột sống như hóa thành một con rồng vàng, uốn lượng gầm thép cuốn quanh người hắn, những chiếc vảy rồng sáng chói, phản chiếu muôn vàng ánh sáng. Đại uy Thiên Long, hư thực Phật môn, cơ thể vạm vỡ của Ngộ Cương như phát ra âm thanh xương cốt va chạm, cơ bắp rung lên như tiếng chuông lớn, cơ thể toát ra một màu vàng nhạt. Một luồng ý chí võ đạo mạnh mẽ vô cùng, như Phật tổ giận dữ gầm thép, kim cương phẫn nộ, xoẹt, bộ đồ tu màu xám trên người lập tức nổ tung để lộ cơ thể trần trụi như sắt thép của ngộ cương, những cơ bắp gồ ghề, đường nét chảy mạnh tạo nên một cảm giác thị giác mãnh liệt. Như thể bóng dáng rồng vàng đang bơi lội trên đó, sau khi ngộ cương xé toạc quần áo, ngay giữa lồng ngực, như thể bị xé toạc ra vậy. Máu thịt tách ra hai bên, lại có một con mắt màu máu, từ từ mở ra, ầm ầm ầm. Ý chí đáng sợ như núi lở tràn ra, làm rung chuyển cả con đường trên hoa quả sơn. Bắt đầu rồi, bãi đất lớn dưới chân núi công thâu tỉnh quân, đường tiết giáp và những cường giả khác vẫn còn ở đó, đều chăm chú nhìn lên. Muốn xem thử, cái gọi là phân biệt thật giả rốt cuộc là như thế nào, hừ. Tiểu linh âm tự, thần chủng đỉnh cấp, có thể tu luyện thành hóa thần chân vũ, thần chủng võ học, đại uy thiên long, trên bãi đất lớn. Long tử ngao liệt của long thần nhất tộc đeo mặt nạ tinh túc hừa lạnh một tiếng. Việc tu luyện đại uy thiên long cần giết chết một con rồng, rút xương rồng, gân rồng, quỷ rồng linh hồn rồng luyện thành thiên long đan. Sau khi phục dụng thiên long đan, trấn áp linh hồn rồng trong cơ thể, dùng bí thuật phật môn thuần phục, cuối cùng mới có thể hóa thành đại uy thiên long. Đối với long thần nhất tộc, đây là bí thuật cực kỳ độc ác, đáng hận vô cùng. Đó là hư thực phật nhãn, một loại đồng thuật đỉnh cấp của phật môn. Vị võ tăng này lại đặc biệt tu luyện hư thực phật nhãn, xem ra lần này đến càn nguyên thần tông chính là nhằm vào miếu quỷ của nhị tâm đại thánh võ thánh ninh hà của thất bảo thần tông kiến thức rộng rãi, không khỏi kinh ngạc nói. Đồng thuật Phật môn quả nhiên không yếu, thật giả của lý triệt bán thánh này, e rằng sắp bị nhìn ra rồi. Cổ xuyên của thiên đan thần tông cũng gật đầu. Tuy nhiên, hắn lại không vội, nếu dễ dàng như vậy, mọi người đã tranh nhau làm người đầu tiên rồi. Trên thực tế, khó khăn chủ yếu vẫn là xem ra được thật giả của cây gậy bảo kia. Cây gậy bảo cũng phải xem ra thật giả, có lẽ còn khó hơn việc xem ra thật giả của đối thủ theo nhận thức của bọn họ thử thách mà miếu thần đặt ra càng giống như để bọn họ thích ứng với quá trình xem ra thật giả ít nhất khi đối mặt với việc xem ra thật giả của cây gậy thần tùy tâm kim thiết sẽ không lúng cuốn tay chân nói như vậy miếu thần nghị tâm đại thánh thật sự quá tốt bụng rồi ba cường giả gồm huyền âm của huyền phù thần tông cổ xuyên của thiên đan thần tông và ninh hà của thất bảo thần tông trong lòng đều có chút mong đợi đặc biệt là ninh hà mục tiêu chính là hướng đến cây gậy tùy tâm kim thiết này đột nhiên Thiếu đạo chủ nhạc vi chính đang chăm chú quan sát bên cạnh phát ra tiếng kinh hô. Chuyện gì vậy? Ngộ cương đại sư sao vậy? Tiếng kinh hô của hắn lập tức cắt đứt suy nghĩ của ba cường giả đến từ các thần tông khác. Từng người một ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sờ. Bởi vì trên bậc thang đá, ngộ cương đã phóng thích đại uy thiên long, khai mở hư thực Phật nhãn, toàn thân lại đang rung rẩy dữ dội, cơ thể như thép vàng của hắn, rung rẩy với tần suất vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Như thể đang gặp phải điều gì đó vô cùng đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì khoảng cách 300 bậc thang của hoa quả sơn quá xa, trong thế giới do thần tính của miếu thần tạo ra này, bọn họ lại không thể dùng cảm ứng thiên nhân và hồn thiên địa để dò xét. Lập tức như rơi vào sương mù. Cơ thể Ngộ Cương run rẩy như tề sấy, trong mắt hắn đầy tia máu, trên da đầu trọc lóc chỉ có chín vết sẹo giới đau, lại đầy mồ hôi hột. Mà con Phật nhãn trong lồng ngực hắn xé toạc máu thịt mở ra dữ tợn cũng đầy tia máu con ngươi xoay chuyển với tốc độ cực nhanh như thể có chút ngắn mạch vậy tại sao tại sao không nhìn thấu không nhìn ra được tại sao chứ phật của ta không nhìn thấu được cơ thể ngộ cương run rẩy phật môn hư thực nhãn này của hắn không phải do hắn tự tu luyện mà có mà là vì chuyến đi này Hoàng Mi Đại Pháp Sư đặc biệt nhờ một vị võ thánh khai sơn móc con Phật nhãn hư thực mà mình tu luyện thành công ra, đem con hư thực nhãn này kế ghép vào cơ thể hắn. Chính là để lần tham gia thử thách của miếu thần nhị tâm đại thánh này, hắn có thể nhìn thấu hư vọng, tìm kiếm cơ duyên thực sự, có được tùy tâm kim thiết thần cán, mời nhị tâm đại thánh trở về Phật thổ. Dù không phải là Phật môn hư thực nhãn của chính hắn nhưng đây dù sao cũng là Phật môn hư thực nhãn mà một võ thánh khai sơn mạnh mẽ có được, ở trên người hắn chỉ là một loại thần chủng, nhưng trên thực tế, lại là hóa thần chân vũ của vị võ thánh kia. Vì vậy, con Phật nhãn này chính là có lực. Lượng chân vũ, tuy nhiên không nhìn thấu được, ánh mắt của Phật nhãn rơi vào hai người lý triệt dưới tảng đá xanh bên cây thông cổ thụ. Thông tin phản hồi nhận được là không nhìn thấu được, như thể cả hai đều là thật, lại như thể cả hai đều là giả. Tình huống này khiến ngộ cương thậm chí nghi ngờ rằng Phật nhãn này do kế ghép mà không thích ứng, làm lỡ chuyện quan trọng lần này, mộ cương nhìn chầm chầm vào lý triệt đang ngồi trên tảng đá xanh dưới cây thông cổ thụ trong làn gió nhẹ chiếc áo đen theo hoa sen vàng bay phấp phới lý triệt mỉm cười ôn hòa trông có vẻ thật thà và chất phát. mộ cương không nghi ngờ lý triệt đã dở trò dù sao một thần điêu bán thánh có vẻ thật thà chất phát như vậy sao có thể chơi trò tâm cơ với hắn được dù mộ cương có nghi ngờ phật nhãn bị hỏng cũng không nghi ngờ rằng lý triệt có vấn đề cơ thể như tháp bảo của mộ cương gần như không đứng vững Lão đảo như muốn lăn xuống con đường núi. Nhưng, hắn đột nhiên bước một bước, mạnh mẽ chống đỡ cơ thể đang lắc lư. Năm ngón tay hắn ấn mạnh vào lồng ngực, giữ chặt con Phật nhãn đang không ngừng đảo tròn con ngươi, liên tục trợn trắng mắt lại. Đôi mắt bị kéo nhắm lại, đã không nhìn thấu được thì nhắm mắt lại đi, mộ cương gầm lên một tiếng, trên trán, từng sợi gân xanh rung động như phát ra tiếng nổ, đồng tử của hắn co lại như hạt vừng đậu xanh, cơ thể phồng lên to lớn, toàn thân bốc hơi nóng như thể rơi vào trạng thái điên cuồng đây chính là ngộ cương võ tăng tiểu linh âm tự ngộ cương ngày thường hiền lành lặng lẽ nhưng một khi bước vào trạng thái chiến đấu sẽ trở nên điên cuồng thậm chí là điên dại tự xưng phật gia mẹ kiếp không nhìn thấu được hư thực thì nhắm mắt lại cho phật gia phật gia tự mình đến cơ bắp như thép của ngộ cương con rồng lớn màu vàng quấn quanh người hắn hắn nhìn chằm chằm vào hai người lý triệt đang ngồi bình thản trên tảng đá xanh trông có vẻ như cả hai đều đầy sơ hở, không giống như thật, đều có vẻ như giả, nhưng ngộ cương rất rõ, miếu thần của miếu quỷ, làm sao có thể để hai thân giả ngồi trước mặt hắn, điều đó có nghĩa là chắc chắn có một người trong số đó là thật, chỉ là, Phật gia quá ngu dốt, không nhìn thấu được, nhưng không sao, dựa vào bản tâm của Phật gia, Phật gia nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, sau đó đột nhiên mở mắt ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, luồng khí trên con đường núi cuộn trào, ngộ cương với vẻ mặt dữ tợn vương ngón trỏ ra điểm binh điểm tướng đại binh đại tướng tiểu binh tiểu tướng phật gia điểm trúng ai thì người đó là thật cuối cùng ngón trỏ dừng lại trên người lý triệt ở tảng đá xanh bên trái người đang đầy vẻ bất lực chính là ngươi phật gia chọn trúng ngươi rồi thái dương của ngộ cương rung rung hắn nghe răng cười lớn ông lý bán thánh ngộ cương nắm chặt năm ngón tay sau đó bước mạnh một bước như núi lỡ tràn xuống hắn vô cùng hưng phấn, trong lòng ngực, trái tim đập dữ dội. Phật tâm của võ tăng mách bảo hắn, hắn đã chọn đúng, lý triệt này, chắc chắn là thật, dù không có Phật môn hư thực nhãn, chỉ dựa vào Phật tâm của võ tăng, cũng có thể phá vỡ cục diện, ào, một cơn gió xuân thổi qua, những chiếc lá thông như chiếc ô trên cây cổ thụ va chạm vào nhau, phát ra âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Trên tảng đá xanh, đối mặt với ngộ cương đầy hưng phấn, điên cuồng và dữ tợn. Lý triệt mỉm cười ôn hòa, trên khuôn mặt thật thà chất phát lộ ra một chút xin lỗi hắn xuề tay ra ngộ cương đại sư xin lỗi nhé giọng nói ôn hòa lại như một cây kim thép đâm mạnh vào trái tim của ngộ cương hả âm thanh đầy nghi hoặc như tiếng chung lớn phát ra từ miệng ngộ cương vang vọng ầm sau đó trong ánh mắt như thể phật tổ cũng đang lừa gạt của ngộ cương lý triệt nổ tung thành một làn sương đen gió xuân thổi qua tan biến sạch sẽ hả giả dạ, thật sự là giả sao lại là giả phật tâm của hắn rõ ràng mách bảo rằng hắn đã chọn đúng hắn đã lựa chọn đúng đắn nhưng tại sao ngộ cương có chút mờ mịt đó là một cảm giác như thể sự tin tưởng vững chắc bấy lâu nay cũng có thể lừa dối hắn mờ mịt và sụp đổ hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lý triệt còn lại ở xa phật gia không tin ầm năm ngón tay nắm chặt trồng trời gầm thét ngọn lửa màu vàng lập tức bùng phát hóa thành từng vòng lửa bao quanh cánh tay to lớn vô cùng, hóa thành một cú đấm kinh khủng đẩy ra. Sau đó, trong ánh mắt mờ mịt của ngộ cương, người lý triệt khác đang ngồi trên tảng đá xanh cũng nổ tung, hóa thành xương trắng quỷ dị ngộ cương. Không chơi kiểu này đâu. Đều là giả. Rốt cuộc cái gì mới là thật? Khi thật cũng là giả, khi giả cũng là thật, giả cũng là thật, thật cũng là giả, khó phân thật giả, phân biệt thất bại, bảo côn không có duyên với ngươi phật quang chiếu rọi xuống mộ cương ngẩng đầu lên nhìn thấy miếu thần mặc áo cà sa nhe răng cười với hắn để lộ đầy răng nanh sắc nhọn ầm uhm, mộ cương chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh mình bắt đầu vỡ vụn đợi đến khi khung cảnh trước mắt rõ ràng phát hiện ra vương ma viên chú thi cấp bảo vệ miếu đang dùng ngón cái và ngón trỏ để kẹp hắn sau đó ném mạnh đi phục mộ cương phun ra một mụn máu tươi toàn bộ người như một viên đạn pháo bắn ra ngoài cơ thể võ thánh mạnh mẽ của hắn lại như không thể chịu đựng nỗ lực ném kinh khủng này. Hóa thành một luồng ánh sáng vàng bị ném ra khỏi quỷ khuyết. Tuy nhiên, ngộ cương vẫn có chút may mắn, may mắn rằng sau khi phán đoán thất bại, hắn chỉ bị trục xuất mà không phải bị vương ma viên chú thi cấp bảo vệ miếu kia bóp chết, A-di-đà Phật Phật của ta từ bi. Răng rắc răng rắc, sấm chớp ầm ầm, tia điện như rắn lượng, mây chỉ chất đống trên bầu trời, có tia sáng chợt lóe như một con rồng điện màu xanh lam, thỉnh thoảng thò đầu ra khỏi đám mây đen, gian mắt giữ tận trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu, rực rỡ vô cùng, biết trên thần điêu lĩnh đã ngừng rơi, nhưng lại bốc lên một làn sương mù dày đặc, như thể dòng nước của con sông lớn xuyên qua trong và ngoài càng không đạo thành bốc hơi lên thành sương mù. Lại giống như sương mù quỷ dị của quỷ khuyết sôi trào dâng lên, cuốn theo thần tính sôi trào, từ một thế giới khác tràn ra, nuốt chửng thế giới hiện tại. Như thể sự giao thoa giữa hai thế giới, miếu quỷ lục nhĩ ngục liên thần hầu nhị tâm đại thánh. Bên ngoài, nhiều cường giả dừng xe ngựa cách miếu quỷ khoảng trăm trượng từng người một ngồi trong xe ngựa ngóng cổ trông chờ nhìn về phía quỷ khuyết bị sương mù quỷ dị ngăn cách muốn nhìn rõ tình hình của các cường giả sau khi tiến vào quỷ khuyết rốt cuộc là ai đã lấy được cây gậy thần tùy tâm kim thiết kia nhưng căn bản không thể nhìn rõ sương mù quỷ dị kia trở nên vô cùng dày đặc che khuất tầm nhìn và nguyên thần sương mù bốc lên rồi sương mù quỷ dị gì mà dày đặc quá đã xảy ra chuyện gì trong miếu quỷ đã xảy ra chuyện gì tuyết ngừng rơi rồi trời đất như thể cũng xuất hiện dị tượng sấm sét dữ dội như vậy như thể muốn đánh xuống trấn áp sự tồn tại không được trời đất dung thứ này trong lòng không ít cường giả có mặt ở đây khẽ rung động trong mắt lóe lên vẻ khác thường lữ thái bạch tóc bạc tung bay ngồi trong xe ngựa đang uống trà sữa nóng mà ông điều chế cho hi hi ông nhìn trời lại nhìn sương mù quỷ dị dày đặc kia lại không để ý nếu thần đã thức tỉnh chắc là đã tiến vào giai đoạn thử thách rồi thử thách xem ai có thể được gậy thần tùy tâm kim thiết công nhận lữ thái bạch nói trong xe ngựa hi hi hai tay cầm ly trà sữa nóng hổi uống đến nỗi quanh miệng đầy bọt sữa hi hi chớp chớp mắt vậy có phải sắp có kết quả rồi không không biết phụ thân có lấy được thần binh không nữa hi hi vẫn rất hy vọng phụ thân có thể lấy được thần binh dù nhiều khi nàng đều muốn phản kháng lại phụ thân muốn trấn áp người phụ thân luôn đánh mông nàng này nhưng cũng có lúc Hi hi rất hiếu thuận. Ví dụ như bây giờ, Hi hi mong muốn phụ thân có thể trấn áp tất cả mọi người. Dù sao cũng là phụ thân của Hi hi đại đế mà, Lữ Thái Bạch lắc đầu, dù ông đã tạo ra điều kiện và cơ hội cho Lý Triệt, nhưng liệu hắn có thực sự nắm bắt được cơ duyên này hay không, vẫn chưa thể biết được. Cơ duyên kiểu này, không phải của ngươi thì cuối cùng cũng không phải của ngươi. Dù có cưỡng cầu được rồi, cuối cùng cũng như nước chảy trôi đi. Còn về việc bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lữ Thái Bạch cũng không biết, ông có thể làm, chính là giữ vững quy tắc mà mình đã đặt ra. Ai dám xông vào quỷ khuyết, thì chém người đó. Đột nhiên, Lữ Thái Bạch nhướng mày bạc, vén rèm lên, nhìn về phía sương mù quỷ dị đang cuộn trào kia. Hi Hi cảm nhận được quỷ khuyết có động tĩnh, tưởng rằng có liên quan đến phụ thân, vội vàng đứng dậy, nhón chân nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sương mù quỷ dị bị xé toạc một bóng dáng vạm vỡ xoay tròn bắn ra ngoài với tốc độ cao. Vạm vỡ như núi bão, toàn thân màu vàng sẫm, gân cốt rung động như rồng giận gầm thét, áp lực của võ thánh kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Ngộ cương đập mạnh xuống đất, cơ thể nóng bỏng như sắt nung, lập tức làm tan chảy tuyết động trên mặt đất thành một cái hố lớn. Phật nói, giả, tất cả đều là giả. Ngộ cương lão đảo bò dậy từ trong hố sâu, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Trên Phật liễn, Hoàng đà vốn bình thản lập tức biến sắc. Ngộ cương Ngộ cương, lưỡi bật ra âm xuân, âm thanh như tiếng phạn nổ tung, vang vọng bên tai ngộ cương, cuối cùng khiến ngộ cương tỉnh táo lại. Toàn thân run rẩy không ngừng. Ngộ cương nước mắt giàn dụa, nhìn về phía hoàng đà, hai tay chấp lại, mặc bộ đồ tu rách nát, quỳ xuống đất. Pháp sư, ngộ cương, không phân biệt được, thật sự không phân biệt được rốt cuộc ai là thật, ai là giả, lúc cuộc tất cả đều là giả hay tất cả đều là thật phật của ta mù rồi hoàng đà lập tức không nói nên lời cảm thấy rằng vào lúc này ngộ cương như thể đang có xu hướng tẩu hỏa nhập ma trong lòng không khỏi rung động hắn rất rõ ngộ cương đã kế ghép một con phật môn hư thực nhãn có hư thực nhãn rồi mà vẫn không phân biệt được cơ thể hoàng đà lập tức bay ra từng bước một như có hoa sen nở dưới chân đi đến trước mặt ngộ cương giơ tay lên phật quan rơi xuống người ngộ cương khiến ngộ cương đang dao động tinh thần dữ dội, từ từ bình tĩnh lại. Nói xem, rốt cuộc trong quỷ khuyết đã xảy ra chuyện gì, hoàng đà với vẻ mặt hiền lành, nhẹ nhàng vuốt đầu trọc của ngộ cương, dịu dàng hỏi. Ngộ cương thất bại rồi, võ thánh của tiểu linh âm tự, một kim cương võ thánh Phật môn đã tu luyện thành công hai loại thần chủng có thể tự thăng cấp thành hóa thần chân vũ là đại uy thiên long và Phật môn hư thực nhãn, lại, thất bại rồi, võ thánh võ đạo, trong Phật môn, còn được gọi là kim cương cảnh giới giống như võ thánh thực ra tu luyện cụ thể cũng giống nhau chỉ là phật thổ đã đổi tên mà thôi võ thánh tứ khai khai nhân đan khai khí hải khai sơn kính và khai thiên môn ở phật thổ thì được đổi thành phật đan khổ hải linh sơn và phật môn trên thực tế đều là tu luyện võ đạo giống nhau mà thôi tuy nhiên không thể phủ nhận ngộ cương đã tu luyện thành hai loại thần chủng đỉnh cấp thực lực chắc chắn cực mạnh đặc biệt là phật môn hư thực nhãn kia cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên vẫn thất bại rồi, sau ngay cửa ải đầu tiên đã phán đoán sai rồi, trong lòng mọi người đều có chút ngạc nhiên, dù là công thâu tỉnh quân, đường tiết giáp và những người khác cũng vô cùng bối rối. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của từng người một hơi thay đổi. Thử thách cơ duyên của thần binh này, so với tưởng tượng của bọn họ còn khó hơn nhiều, ta không tin, để ta thử, Long tử ngao liệt đeo mặt nạ tinh túc lạnh lùng cười. Áo choàng đen phấp phới, Ngao Liệt cũng bước từng bước lên bậc thang thứ 300. Sau đó, cũng như Ngộ Cương, nhìn thấy hai người Lý Triệt đang ngồi xếp bằng dưới cây thông cổ thụ. Đồng tử màu tím lóe lên, long thần tử đồng, kích phát huyết mạch long thần trong cơ thể, như thể đang giao tiếp với lực lượng long thần, hình thành cảm ứng thiên nhân độc đáo, muốn cảm nhận và phân biệt thật giả của Lý Triệt trong mơ hồ, trong mắt tím của Ngao Liệt như gương, như thể có đầu rồng nghiêng về phía bên trái. Ngao Liệt không chút do dự ra tay nhưng hắn còn chưa kịp ra tay lý triệt thật thà chất phát kia đã xuề tay ra nổ tung thành sương đen là giả trong khoảnh khắc tâm trí của ngao liệt trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn và bối rối ầm phật quan hóa thành bàn tay khổng lồ che trời đập mạnh xuống trên bậc thang thứ ba trăm của hoa quả sơn ngao liệt cũng biến mất bị trục xuất ra ngoài trên bãi đất lớn một mảnh tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh gió xuân thổi qua lá cây xào xạc và tiếng khỉ kêu không ngừng ở hai bên. Sao lại như vậy? Huyền âm của huyền phù thần tông, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Sau đó váy trắng tung bay, nàng bước lên con đường núi, lấy ra một tấm phù thần phá vọng, đây là một tấm thần phù trung cấp bậc năm. Đối thủ của nàng ở cửa ải đầu tiên cũng là Lý Triệt. Thần phù còn chưa cháy hết, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ bằng Phật quan đã ầm ầm đập xuống. Ầm ầm ầm, Phật thủ liên tục đập xuống cả hoa quả sơn đều rung chuyển không ngừng. Hết người này đến người khác bị loại, trong sự khó tin và bối rối, bị trục xuất ra khỏi quỷ khuyết. Công thâu tỉnh quân, đường tiết giáp và đinh tử ba người hoàn toàn tê liệt, tình huống này thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Có phải là, lý trưởng lão, có độc không, sao những người chọn lý trưởng lão, tất cả đều bị trục xuất rồi, trưởng lão đinh tử không khỏi lên tiếng nói, có vài phần nghi ngờ bất định. Lý Triệt ấn chặt mặt nạ thần hầu trên mặt, quả nhiên, tình huống không khác với tưởng tượng của hắn là bao. Bản thân phân thân họa trung tiên Lý Triệt vốn là giả, cộng thêm thân giả do nhị tâm đại thánh tạo ra. Dù là Phật nhãn hư thực của ngộ cương, hay long thần tử đồng của long tử ngao liệt, hoặc là thần phù phá vọng của thần thai huyền âm của huyền phù thần tông đều xem ra được thân thật trong hai người Lý Triệt nhưng, thủ đoạn của bọn họ, lại không thể xem thấu được lực lượng của đạo quả, họa trung tiên. Theo suy đoán của Lý Triệt, lực lượng của đạo quả thực ra có thể liên quan đến đạo vận vì vậy với trình độ của bọn họ căn bản không thể xem thấu được còn về cách phá giải cục diện có lẽ chỉ có trong lòng cực kỳ kiên định với lựa chọn của mình nội tâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ngoại vật nào mới có thể thực sự vượt qua cửa ải đầu tiên lý triệt đeo mặt nạ thần hầu cười cười công thâu tỉnh quân đường tiết giáp và đinh tử ba trưởng lão lập tức sững sờ bọn họ nhìn về phía địa phủ thần hầu thấy địa phủ thần hầu phủ chiếc áo đen trên người, bước một bước, rơi xuống con đường đá. Lần này, đã yên tĩnh hơn nhiều rồi. Giọng nói nhàn nhạt, từ miệng thần hầu vang vọng ra ngoài. Con đường núi mở ra. Thần hầu tùy ý phóng khoáng, bước lên bậc thang thứ 300, đến trước mặt đối thủ đầu tiên. Dưới cây thông cổ thụ, ngồi xếp bằng hai vị võ tăng. Đối thủ lựa chọn của Lý Triệt là Ngộ Cương, Nhạc Vi Chính và sát thủ tinh túc ngao liệt nhìn hai vị võ tăng đồng thời cất tiếng, A-di-đà Phật. Lý Triệt giơ tay lên, chạm vào, tề thiên chi diện. Trong nháy mắt, máu thịt ở mi tâm mở ra, trích tinh đồng, kim quang quét qua. Lập tức khóa chặt vào thân thật của ngộ cương. ầm, ừ, trong khoảnh khắc ngộ cương bùng nổ, Lý Triệt đã kích nổ thần chủng, cảm ứng thiên nhân mạnh mẽ buông xuống, khiến gió núi gào thét, luồng khí cuộn trào, dưới bãi đất lớn. Trong lòng công thâu tỉnh quân, Đường Tiết Giáp và những người khác vô cùng kinh hãi, Thần Hầu đột phá võ thánh rồi. Trước đó bọn họ đã từng gặp Địa phủ Thần Hầu, lúc đó Địa phủ Thần Hầu tuyệt đối không phải là một võ thánh, mà bây giờ đã đột phá thành võ thánh rồi. Hắn đột phá khi nào, võ thánh kiếp nạn, làm sao có thể không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ Địa phủ còn có thể có thủ đoạn áp chế thiên kiếp. Lặng lẽ vượt kiếp nạn. Mà trên con đường đá bởi vì ngộ cương đã bị trục xuất ra khỏi quỷ khuyết, sau khi xác định được thân thật của ngộ cương, thậm chí không cần lý triệt ra tay, thân thật của ngộ cương đã sụp đổ diệt vong. Vù, gió núi thổi qua. 300 bậc sau 300 bậc, cuối cùng cũng có người đặt chân đến. Trong ánh mắt lặng lẽ của công thâu tỉnh quân và những người khác. Thấy địa phủ thần hầu, từng bước từng bước đi lên, nhạc vi chính ở cửa ải thứ hai, ngao liệt ở cửa ải thứ ba, đều không thể tạo thành bất kỳ sự ngăn cản nào dưới trích tinh đồng thật giả đều bị lý triệt dễ dàng phán đoán ra công thâu tỉnh quân và những người khác chỉ mới thoáng ngẩn ngơ đã thấy thần hầu xuất hiện ở đỉnh hoa quả sơn bên vách đá nơi thác nước đổ xuống tùy tâm kim thiết thần cán cắm ở giữa thác nước miếu thần nhị tâm đại thánh lơ lửng trên không trung ánh mắt mở ra khép lại phật quan chiếu rọi sau lưng như thể đang tò mò thần hầu sẽ lựa chọn như thế nào? Chính cây tùy tâm kim thiết thần cán. Quá khó chọn, thật giả lẫn lộn, cái nào là thật, cái nào là giả. Trên bãi đất lớn, công thâu tỉnh quân, đường tiết giáp và những người khác đã từ bỏ việc lựa chọn tùy tâm kim thiết thần cán, bọn họ có chút tiếc nuối nhìn về phía phân thân họa trung tiên Lý Triệt. Lý trưởng lão, thật sự quá đáng tiếc rồi, ngươi có thể điêu khắc tượng thần của nhị tâm đại thánh, cây gậy bảo này, ngươi thực ra có hy vọng rất lớn công thâu tỉnh quân có chút không cam lòng nói tuy nhiên lý triệt nhìn công thâu tỉnh quân và đường tiết giáp cùng những người khác một cái đưa ra một nụ cười như gió xuân đều giống nhau cả thôi sao có thể giống nhau được dù địa phủ thần hầu có mối quan hệ khá tốt với thần tông nhưng dù sao cũng không phải người của càng nguyên thần tông công thâu lĩnh chủ mau nhìn kìa đột nhiên tiếng thở gấp gáp của đường tiết giáp vang lên. Công thâu tỉnh quân sửng sốt, quay đầu lại, nhìn theo hướng đường tiết giáp chỉ, nhìn về phía đỉnh thác nước hoa quả sơn. Thấy được, thần hầu mặc áo đen, ngồi xếp bằng, đối mặt với chín cây tùy tâm kim thiết thần cán, năm ngón tay nắm chặt, một khối gỗ phàm tục xuất hiện trong tay hắn. Sau đó một con dao khắc thần binh xuất hiện, một đóa hoa dao nở rộ trên đầu ngón tay thần hầu. Hạ dao lên khối gỗ bắt đầu điêu khắc thần điêu sột soạt. Một trái tim chìm đắm, trong lúc giao hạ giao nâng, trong kỹ thuật điêu khắc quen thuộc vô cùng, một bức thần điêu của tượng thần nhị tâm đại thánh, ngay cả lông khỉ cũng được điêu khắc, xuất hiện trong tay thần hầu. Ông ông ông, thần hầu dùng một tay nâng bức thần điêu nhị tâm đại thánh, từ từ đứng dậy, nhắm thẳng vào chính cây tùy tâm kim thiết thần cán. Tay kia, xuề năm ngón ra. Thần hầu tùy ý, thần hầu phóng khoáng, không bận tâm đến việc vào lúc này, bản thân điêu khắc ra thần điêu bán thánh, sẽ bại lộ thân phận. Thần hầu, không cần bận tâm nhiều như vậy. Hắn thậm chí, không bận tâm đến việc bại lộ thân phận. Đối mặt trực tiếp với thực và giả, có lẽ, đây mới là điều mà tùy tâm kim thiết thần cán mong đợi. Nếu đã như vậy, đến đây đi. Thác nước hoa quả sơn đột nhiên gầm thét, dòng nước nổ tung, phản chiếu ánh mặt trời, trong suốt lấp lánh, ong ong ong, chín cây gậy bảo, trung động dữ dội, phát ra âm thanh như chuông trống rung lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng ngân vang rực rỡ, chín cây gậy bảo hợp thành một, từ trong thác nước của hoa quả sơn, bay vút lên trời, vô số dòng nước lập tức nổ tung, thác nước bay vọt lên cao, sau đó, như hóa thành cơn mưa lớn, nhanh chóng trút xuống nhân gian. Trong cơn mưa xối xả, vô số bóng gậy hiện ra trên không trung, liên tục xoay tròn như thể trên bầu trời đang nở rộ những bóng gậy dày đặc như hoa cuối cùng tất cả bóng gậy hợp thành một hóa thành một luồng ánh sáng vàng rơi vào tay lý triệt đang xòe năm ngón ra một cây kim loại vàng rực rỡ như kim châm cứ thế lơ lửng trong lòng bàn tay tùy tâm kim thiết thần cán thần binh có linh tự chọn chủ trên bãi đất lớn công thâu tỉnh quân đường tiết giáp và đinh tử ba người cơ thể không ngừng run rẩy đôi mắt của bọn họ mở to đều cảm thấy không thể tin được dù thần binh chọn chủ cũng không khiến bọn họ chấn động và kinh hãi như vậy đây là đây là cơ thể công thâu tỉnh quân hơi rung rẩy ao à, dòng nước của hoa quả sơn hóa thành mưa lớn xối xả vào người hắn nhưng hắn lại mất đi ý thức điều động lực lượng để xua tan cơn mưa này hắn quay đầu nhìn phân thân họa trung tiên lý triệt vẫn đang mỉm cười kia lại nhìn về phía thác nước hoa quả sơn địa phủ thần hầu vừa điêu khắc ra thần điêu bán thánh địa phủ thần hầu lại chính là lý trưởng lão chấn động như một ngọn núi lửa đã tích tụ và đè nén từ lâu khi đạt đến đỉnh điểm của sức nóng phun trào ra dòng dung nham bỏng rác xé nát sự bình tĩnh và thản nhiên thần hầu này thần hầu này thân thể của công thâu tỉnh quân và đường giả giáp đều rung lên nội tâm của hai người hoàn toàn không thể bình tĩnh trở lại bởi vì bọn họ quá quen thuộc với thuật thần điêu của lý triệt kỹ thuật thần điêu mà thần hầu vừa thể hiện dùng gỗ phàm tục điêu khắc ra thần điêu bán thánh hơn nữa phong cách điêu khắc phương pháp điêu khắc quá rõ ràng đối với thần điêu bán thánh phong cách điêu khắc là thứ rất dễ nhận biết phong cách là nền tảng của một đại sư mỗi đại sư thần điêu có trình độ nhất định đều có phong cách riêng chẳng hạn như có người thích cầm dao bằng tay trái hướng đi của vết dao trên linh mục sẽ khác với những đại sư điêu khắc cổ bình thường ví dụ như có đại sư điêu khắc cổ sử dụng kỹ thuật đục khoét thành thạo hơn tất cả đều sẽ để lại dấu vết tương ứng mà những dấu vết này phản ánh phong cách của một đại sư điêu khắc gỗ đối với thần điêu bán thánh cũng vậy thậm chí phong cách của họ còn mãnh liệt hơn phong cách đối với đại sư bán thánh mà nói không phải là thứ gì xấu ngược lại còn là một điều tốt cũng là phương thức và chứng cứ chủ yếu để nâng cao giá trị của thần điêu cho nên bọn họ thật sự đã nhận ra thần hầu chính là trưởng lão lý lý triệt vẻ mặt của công thâu tỉnh quân liên tục thay đổi sao có thể chứ phản ứng của đường giả giáp còn lớn hơn một chút trên thân thể cường tráng vạm vỡ không nghiện được nổi lên những nốt da gà chi chít đường đường là một võ thánh mà vào giờ phút này lại có chút không thể kiểm soát được cơ thể của mình bởi vì đường giả giáp thực ra không nhạy cảm với kỹ thuật thần điêu điều hắn chú ý hơn lại là tu vi của thần hầu võ thánh thiên nhân cảm ứng nguyên cương đang xen đây là đặc trưng và đại diện của võ thánh có nghĩa là thần hầu này tu vi thật sự đã đạt đến cảnh giới võ thánh nhưng mà thần hầu là trưởng lão lý chẳng phải có nghĩa là trưởng lão Lý đã trở thành võ thánh. Đây mới là điều khiến người ta rùng mình nhất, lúc này, công thâu tỉnh quân cũng đã phản ứng lại, đồng tử hơi co lại. Trưởng lão Đinh Tử, một trong ba trưởng lão nội môn, cũng vô cùng sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi phân thân họa trung tiên của Lý Triệt đang nở nụ cười ôn hòa. Trưởng lão Lý, chẳng phải đang ở đây sao, Đinh Tử nói. Công thâu tỉnh quân và đường giả giáp nghe vậy, trong đầu như có gì đó đập mạnh, quay đầu nhìn về phía phân thân họa trung tiên của Lý Triệt ở không xa. Đầu óc của ba người như đều bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, hình ảnh trở nên mờ ảo. Không phân biệt được, bọn họ không phân biệt được đây có phải là ảo cảnh do thần của miếu nhị tâm đại thánh bày ra, mê hoặc ý thức của bọn họ hay không, vậy nên, thần hầu, rốt cuộc có phải là Lý Triệt hay không, trưởng lão Lý, chẳng phải là mã diện sao, đinh tử miếm môi nói. Về thân phận của Lý Triệt, thực ra các trưởng lão trong nội bộ của thần tông càng nguyên đều đã từng bàn luận và suy đoán quan hệ giữa địa phủ và nhà của lý triệt quá tốt người bình thường người sáng suốt đều có thể nhìn ra điểm bất thường cũng có thể đưa ra suy đoán mà kết hợp với kỹ thuật thần điêu bán thánh tuyệt luân của lý triệt còn nắm giữ cơ quan tinh diệu của tộc đường thị thêm vào đó là tu vi không quá cao thân phận của lý triệt trong địa phủ gần như đã lộ ra chính là mã diện của địa phủ tuy nhiên so với ngưu ma âm hiểm xảo trá và tàn nhẫn giết người thì sự tồn tại của mã diện không cao lắm mỗi lần địa phủ ra tay mã diện cũng chỉ trốn ở rất xa sử dụng cơ quan mạnh mẽ để tiến hành tấn công từ xa cho nên trong số những kẻ hung ác của địa phủ mã diện thực ra không có nhiều cảm giác tồn tại cũng sẽ không khiến quá nhiều người tức giận và nảy sinh sát ý thậm chí mức độ bị căm ghét còn không bằng mặt mèo nhưng hôm nay ba người đều có chút ngơ ngác nếu lý triệt là mã diện thì hôm nay trưởng lão lý lại là thần hầu vậy nên trưởng lão lý rốt cuộc là kẻ nào trong số những kẻ hung ác của địa phủ thần hầu đó thật sự là trưởng lão lý sao rất nhiều thứ có thể làm giả nhưng kỹ thuật và phong cách điêu khắc của thần điêu bán thánh thì không thể làm giả trừ khi một thánh thủ thần điêu cố ý bắt chước nếu không cho dù là thần điêu bán thánh cũng không thể mô phỏng hoàn hảo được phong cách thuật thần điêu của một thần điêu bán thánh khác công thâu tỉnh quân nhìn về phía lý triệt thật thà chất phát ở đằng xa bây giờ nhìn lại công thâu tỉnh quân dường như thật sự phát hiện ra lý triệt này có chỗ nào đó khác biệt mặc dù rất tinh vi nhưng quả thực có chút khác biệt lý triệt này là giả nếu là giả đột nhiên trong mắt công thâu tỉnh quân lóe lên một tia sáng mơ hồ như đã hiểu ra điều gì đó hiểu được tại sao ngộ cương nhạc vi chính huyền âm và những người khác lại thất bại ngay từ cửa ải đầu tiên trên đường lên núi hóa ra nguyên nhân chính là vì lý triệt này là giả đã là giả cho dù là thân giả do thần tính của nhị tâm đại thánh vẽ ra thì cũng là giả đều là giả làm gì có thân thật do đó chỉ cần trên đường lên núi chọn lý triệt làm đối thủ thì về cơ bản không thể phá giải được bởi vì đều là thân giả không tìm được thân thật tự nhiên cũng không có cách nào thông qua có nghĩa là chọn lý triệt làm đối thủ tức là đã chọn một con đường chết công thâu tỉnh quân bừng tỉnh đột nhiên cảm thấy như vậy là hợp lý thân hình to lớn của đường giả giáp đứng bên cạnh công thâu tỉnh quân ánh mắt lóe lên trong lòng không khỏi có chút kích động nếu thật sự là như vậy thần hầu chính là trưởng lão lý vậy thì cây gậy thần kim thiết tùy tâm này bây giờ cũng coi như đã rơi vào tay của thần tông càng nguyên chúng ta đường giả giáp thở ra một hơi cười nói công thâu tỉnh quân và đinh tử nghe vậy, trong mắt đều lóe lên ánh sáng. Đường giả giáp nhìn bóng dáng đang cầm một cây kim châm thần trong lòng bàn tay, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia mong đợi. Đường tam giáp à đường tam giáp, ngươi đang, đặt cược vào một con quái vật đấy. Cơ quan của đường thị, có lẽ còn có cơ hội làm kinh ngạc cả thiên hạ, ánh mắt của đường giả giáp có chút mơ hồ. Thiên phú về cơ quan của hắn quá bình thường, không bằng đường tam giáp, hắn muốn vực dậy đường thị thì nhất định phải dựa vào vũ lực mạnh mẽ, vì vậy hắn đã lựa chọn tu luyện võ đạo, đột phá trở thành một võ thánh. Tuy nhiên, là con cháu của đường thị, trong lòng sao có thể không nghĩ đến cơ quan, làm sao có thể không có ý tưởng chấn hưng cơ quan của đường thị, nhưng hiện tại, đường thị đã tan rã, cơ quan thú tuyệt thế đều bị triều đình đại cảnh chiếm giữ cơ quan của đường thị, đã hoàn toàn suy tàn. Thiên phú về cơ quan của đường tam giáp rất cao, nhưng có thể làm được gì, đã lãng phí nhiều thời gian như vậy trên con đường cơ quan, thậm chí tu vi còn chưa đột phá đến thần nguyên. Nhưng hiện tại, Đường Giả Giáp đã nhìn thấy khả năng cơ quan của Đường thị trỗi dậy từ trên người thần hầu, mặc dù Lý Triệt không phải là con cháu của Đường thị, nhưng điều đó có gì quan trọng? Đường Giả Giáp hít sâu một hơi, hai bàn tay to lớn như thép xoắn phía sau lưng nắm chặt thành quyền. Quyết định đã do dự rất lâu trong lòng bản thiết kế cơ quan thú tuyệt thế mà hắn đang nắm giữ, để lại cho hắn cũng vô dụng, hắn không có khả năng cũng không có bản lĩnh để tái tạo lại sự huy hoàng của đường thị thậm chí cho dù hắn có chế tạo ra được với tu vi và thực lực của hắn cũng không có bản lĩnh bảo vệ được nhưng mà lý triệt hoặc là thần hầu của địa phủ có thể ông 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 chiếc kim châm dài mỏng manh trong tay không ngừng rung động phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ bé sóng chấn động này không quá dữ dội nhưng lại khiến không khí phát ra rung động như những gợn sóng nước gậy thần kim thiết tùy tâm lý triệt đeo mặt nạ thần hầu áo đen bay phần phật trong gió dòng nước do thác nước bắn lên không ngừng tràn ra hóa thành những hạt nước rơi xuống tí tách đập vào cơ thể lạnh buốt vô cùng theo hắn nắm chặt lấy cây gậy kim thiết tùy tâm thật sự này dường như cả đất trời đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh không còn ngồn ngào không còn náo nhiệt như thể cả người hắn đều trở nên lạc lõng với hoa quả sơn lý triệt cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cây gậy kim thiết tùy tâm khẽ phát ra ánh sáng sau đó gào thép bay lên, xoay tròn, cuối cùng như xuyên qua mặt nước, gần lên từng lớp sóng, rồi dung nhập vào lòng bàn tay phải của Lý Triệt. Dưới mặt nạ thần hầu, Lý Triệt nhướng mày. Cảm giác này khác với cảm giác mà thanh đao ba lưỡi cất giấu trong cánh tay trái mang lại. cây gậy thần kim thiết tùy tâm này, sau khi dung nhập vào cánh tay phải của Lý Triệt, dường như đã hòa làm một với xương cốt của cánh tay phải. Chỉ cần ý nghĩ thoáng qua, cây gậy thần này dường như có thể chạy loạn trong xương cốt của Lý Triệt cuối cùng, Lý Triệt hơi nghiêng tai. Ông một tiếng ông trong trẻo vang lên, sau đó, cây gậy kim thiết tùy tâm bằng vàng này, lại từ trong tay bắn ra, rồi đóng gió lớn lên hóa thành một cây gậy vàng dài tám trượng, ánh sáng rực rỡ vô cùng, lưu quan kỳ ảo, tựa như được đúc bằng vàng nguyên chất. Trên cây gậy bảo, có khắc sáu chữ lớn, gậy thần kim thiết tùy tâm, bằng kiểu chữ cổ. Quả ra ánh sáng lấp lánh, Lý Triệt nắm chặt lấy cây gậy kim thiết, lập tức, khí huyết trong cơ thể sôi trào, như thể bị đun nóng trong nháy mắt sôi trào không ngừng trong lồng ngực đạo quả long tượng kim cương đập mạnh dao động khuếch tán ra nhanh chóng tràn vào cây gậy thần cây gậy thần vốn còn hơi ngạo mạng lập tức hoàn toàn yên tĩnh lại thiết lập mối liên hệ hoàn chỉnh với tâm thần của lý triệt chỉ cần lý triệt muốn thậm chí có thể khiến cây gậy kim thiết tùy tâm này không ngừng lớn lên hóa thành một cột lớn cao chọc trời đây là thần binh ngũ lão trong lòng lý triệt hơi chấn động xét về phẩm cấp Cây gậy kim thiết tùy tâm này dường như không kém bất kỳ một thanh thần binh tứ ngự nào, dù sao, Lý Triệt cũng không phải chưa từng nắm giữ thần binh tứ ngự. Ví dụ như thanh kiếm mà hắn đang cất giấu trong bàn cờ thiên địa lúc này, là kiếm thần Ngục Liên Âm. Đó chính là cấp bậc tứ ngự, nếu kết hợp với kiếm thần Ngục Liên Dương, thậm chí có thể đạt đến phẩm cấp tứ ngự trung vị. Nhưng trên thực tế, Lý Triệt cảm thấy phẩm cấp của cây gậy bảo và kiếm thần Ngục Liên Âm tương đương nhau. Thậm chí Cây gậy kim thiết tùy tâm còn có thêm hiệu quả tùy tâm tùy ý, có thể lớn có thể nhỏ, Lý Triệt cảm thấy nó còn hơn cả kiếm thần mục liên âm. Trong lòng Lý Triệt hơi động. Ở giữa hai hàng lông mày như có máu thịt nứt ra, tinh mắt hái sao phản chiếu lưu quan tỏa xuống. Thần binh, ngũ lão thượng vị gậy thần kim thiết tùy tâm, công nghệ, một trong những bảo hồn của tề thiên hổ nguyên như ý kim cô bổng, tự hấp thu kim tính du hành trong thiên địa mà thành binh giới thiệu, thần thoại chi binh, chỉ vì bảo hồn, khí thân tàn khuyết vì tâm có thể biến thông thiên địa vào được biển sâu đánh chân long lý triệt nhận được lời nhắc nhở sau khi tinh mắt hái sao giám định bảo vật liếc mắt nhìn một cái trong lòng không khỏi co lại cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao thanh thần binh này chỉ có phẩm cấp ngũ lão thượng vị thanh thần binh này là một trong những bảo hồn của thần binh tam thanh tề thiên hổ nguyên như ý kim cô bổng thông qua việc hấp thụ kim tính du hành trong thiên địa tức là vàng kim loại để đút ra thân gậy bảo gần như có thể nói là thần binh tự thành của thiên địa, mặc dù Lý Triệt không hiểu nhiều về thuộc luyện binh, nhưng cũng biết, chỉ dựa vào lực hấp dẫn của bảo hồn mà có thể ngưng tụ ra một thanh thần binh ngũ lão thì đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Lý Triệt nắm chặt cây gậy bảo bằng một tay, nhẹ nhàng quét qua, lập tức, những bóng gậy dày đặc đang xen chồng chéo, như thể đập nát cả hư không, những đóa hoa gậy rực rỡ nở tung, gào gào gào, ô hô, đại vương, đại vương, tề thiên, tề thiên. ầm xung quanh hoa quả sơn những con khỉ với đủ loại lông bắt đầu kêu lên chí chóe từng con một đều vô cùng phấn khích nhảy nhót qua lại giữa các cây lý triệt cầm gậy bằng một tay dường như cây gậy trong tay có một cảm giác đặc biệt nào đó giống như không nở đột nhiên lý triệt cảm thấy cây gậy bảo bằng vàng đột nhiên đập xuống tiếng nổ dữ dội vang lên như thể có thứ gì đó vỡ ra len ken không gian dường như cũng không chịu nổi gánh nặng mà nổ tung vỡ vụn như mặt gương vô số mảnh gương vỡ hóa thành lưu quang bay nhanh xoay tròn ánh mắt của lý triệt trầm xuống nhìn quét xung quanh nhưng phát hiện ra mình đã xuất hiện trong ngôi miếu quỷ quái quen thuộc hoa quả sơn biến mất những con khỉ con cháu chí chóe keo gọi tề thiên cũng biến mất công thâu tỉnh quân đường giải giáp và đinh tử ở quảng trường dưới chân núi cũng biến mất lý triệt quay đầu nhìn về phía bên ngoài ngôi miếu quỷ quái và cung điện quỷ quái màu đen thường niên dường như đã biến mất sương mù quỷ quái cũng tan đi đập vào mắt là một màu trắng xóa vô tận tuyết rơi lặng lẽ trên bầu trời nhẹ nhàng phủ lên mái nhà hiên nhà mặt đất cả thế giới chìm vào sự yên tĩnh vô song ánh mắt của lý triệt mở ra khép lại tóc đen bay phấp phới năm ngón tay nắm chặt cây gậy thần cảm giác khuếch tán cả ngôi miếu quỷ quái vẫn cô đơn nằm trên toàn bộ cánh đồng tuyết ánh sáng như dòng nước chảy nhẹ nhàng và bình tĩnh chảy ra từ con ngươi của lý triệt như hai sợi trầm hương u tối tinh thần của lý triệt vào lúc này dường như trở nên phấn khích và hưng phấn hắn thu hồi ánh mắt nhìn ngôi miếu quỷ quái đã trở nên vô cùng sáng sủa ánh mắt rơi vào tế đàn của ngôi miếu quỷ quái đó là một vị thần đang ngồi yên tĩnh tỏa ra phật quan vô cùng hiền hòa thần miếu thần miếu đã sống lại lý triệt không thi triển chiêu thần minh thần hay những thần thông khác không phải mượn những thủ đoạn khác để nhìn thấy thần miếu mà là thật sự dùng mắt thường để nhìn thấy thần miếu sống động như thật không phải thần điêu miếu thần thần hầu mặc áo cà sa từ bi hiền lành trên người phật quan chiếu rọi nhìn lý triệt một cách dịu dàng a di đà phật linh bảo đã chọn chủ bảo vật có linh hồn xin thí chủ sử dụng thần binh này một cách chính xác giọng của thần hầu khá khàn mở miệng nói chuyện với lý triệt tuy nhiên đây cũng không phải là thần miếu có ý chí đầu tiên mà lý triệt gặp phải khi xưa trong cuộc khảo nghiệm cộng hưởng của thần miếu tam thái tử lý triệt cũng đã nhìn thấy ý chí của thần miếu tam thái tử đã từng có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hắn mặc dù là nhờ ánh hào quang của con gái nhưng đối với lý triệt có thể nhờ ánh hào quang của con gái là một vinh hạnh lớn lao có bản lĩnh thì các ngươi cũng nhờ ánh hào quang của con gái đi lý triệt gật đầu chắp tay tuy nhiên chưa kịp mở miệng ánh mắt của thần hầu ngục liên lục nhĩ lóe lên búng ngón tay một cái lập tức một luồng Phật quang bắn ra, tràn vào cánh tay trái của Lý Triệt. Trong nháy mắt, dường như có tiếng len ken nổ vang, đao quang tung hoành ngang ngược, như muốn chém nát cả không khí. Thanh thần binh thượng phẩm tứ ngự, chính lôi chu tà tam tiêm nhị nhận đao, cất giấu trong cánh tay, vào lúc này lại phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Hóa thành một luồng lưu quang từ trong cánh tay, thể hiện ra chân thân của thần binh. Xem ra, không chỉ có một thần binh chọn ngươi thần hầu mặc áo cà sa, Phật quan chiếu rọi cười cười, nhìn thanh đao tam tiêm nhị nhận một cách sâu sắc. Thần binh của diệu đạo hiển thánh tam nhãn chân quân, vậy mà cũng lựa chọn ngươi. Thần binh như vậy, nhiều không phải là chuyện tốt, giữa các thần binh, sẽ tồn tại tình trạng xung đột, hơn nữa, tương lai ngươi muốn xung kích tuyệt đỉnh, vẫn cần một thanh thần binh bản mệnh. Giọng nói nhàn nhạt, truyền ra từ miệng của thần hầu. Thần binh có linh, trừ khi là một bộ trang bị thần binh thuộc về thần miếu, nếu không sẽ tồn tại tình trạng bài xích lẫn nhau. Sẽ ảnh hưởng đến việc đột phá cảnh giới trong tương lai của ngươi, tham thì thâm, thí chủ, hãy ghi nhớ. Thần hầu tắm trong Phật quan, dường như đang căng dặn lý triệt. Bởi vì, thần hầu cảm nhận được mặc dù thanh đao tam tiêm nhị nhận được cất giấu trong cơ thể của lý triệt, nhưng chưa hoàn toàn nhận chủ, điều này cho thấy, lý triệt vẫn còn cơ hội. Cảm ơn Tiền Bối đã nhắc nhở. Lý Triệt chắp tay, chân thành nói. Đột nhiên, trong đầu, tiếng kiếm ngân vang lên. Một luồng ánh sáng đen bắn ra, kiếm khí nga ngược đang xen, sau đó, một thanh bảo kiếm đen như mực, bao quanh bởi thần tính hùng hậu đã phục hồi, liền lơ lửng trên vai của Lý Triệt. Thân kiếm rung động không ngừng, phản chiếu đóa hoa sen đen như một dấu ấn đặc biệt. Nhị Tâm Đại Thánh, thần binh của tên phản nghịch đó, kiếm thần mục liên âm may mắn thay chỉ có kiếm âm tuy nhiên nhị tâm đại thánh ngồi xếp bằng trên tế đàn phật quan bao phủ hắn khuôn mặt khỉ trông có vẻ hơi kỳ quái tam nhãn chân quân tam thái tử phẫn nộ bây giờ lại có thêm gậy thần kim thiết tùy tâm một trong những bảo hồn của tề thiên hổ nguyên như ý kim cô bổng tiểu tử ngươi muốn làm gì phản nghịch đều trỗi dậy rồi lý triệt cũng không biết nói gì nhìn kiếm thần mục liên âm xuất hiện cũng có chút xấu hổ có cảm giác như bị bắt tại trận hai lần. Tiền bối, nghe ta giải thích. Lý Triệt mở miệng, tuy nhiên, Nhị Tâm Đại Thánh lại cười ha hả, A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi không cần giải thích với bần tăng, ngươi cũng không cần giải thích với bất kỳ ai. Nếu ngươi thật sự có thể thành công, ha 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 ha, vậy mới thú vị. Nhị Tâm Đại Thánh ngồi trên tế đàn, dường như không thể giả vờ được nữa, bắt đầu vung vẩy hai bàn tay khỉ, cười không ngừng cười một lúc lâu sau nhị tâm đại thánh mới khôi phục lại vẻ trang nghiêm thần binh có linh chọn chủ theo duyên thí chủ có thể nắm giữ ba thanh thần binh đó là cơ duyên của thí chủ nhưng cơ thể của thí chủ có thể chịu đựng được hay không bần tăng vẫn phải nhắc nhở một chút lý triệt nghe vậy lập tức hiểu ra thần miếu nhị tâm đại thánh đang âm thầm nhắc nhở hắn chỉ cần sức mạnh của cơ thể có thể theo kịp chịu đựng được sức mạnh của thần binh thì cũng không phải là không thể nắm giữ nhiều thanh thần binh bản thân thần binh sẽ phát ra lực thần binh để rèn luyện cơ thể giống như cơ thể của lý triệt dưới sự rèn luyện của lực thần binh từ thanh đao tam tim nhị nhận đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhị tâm đại thánh dường như đã nhìn ra ý định lóe lên trong ánh mắt của lý triệt lắc đầu dung binh luyện thể quả thực có thể rèn luyện cơ thể của chủ nhân thần binh đại để thì cơ thể của chủ nhân thần binh sẽ rất mạnh mẽ bởi vì thần tính ẩn chứa trong thần binh sẽ tăng cường cơ thể của chủ nhân thần binh đạt đến mức có thể chịu đựng được thần binh, hơn nữa cũng sẽ cải tạo ra thể chất phù hợp nhất với thần binh, nếu nắm giữ quá nhiều thần binh, lực lượng dung binh luyện thể của các thần binh khác nhau có thể sẽ bài xích lẫn nhau, từ đó gây tổn hại đến cơ thể, Lý Triệt nghe vậy, trong lòng hơi chấn động. Trong gậy thần kim thiết tùy tâm có ẩn chứa ý chí Tề Thiên, bây giờ ngươi đã có được thanh thần binh này, lại có mảnh tàn diện, mặt nạ Tề Thiên, điều này cho thấy, ngươi chính là người được Tề Thiên lựa chọn nhị tâm đại thánh nhìn lý triệt đôi mắt bắt đầu lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ trở nên vô cùng rực rỡ sau đó nhị tâm đại thánh giơ tay lên đừng nhìn gậy thần kim thiếp tùy tâm chỉ là thần binh ngũ lão gậy thần kim thiếp tùy tâm là một trong những bảo hồn của tề thiên hổ nguyên như ý kim cô bổng nếu ngươi có thể tìm được bảo hồn còn lại thì có thể đến thành tề thiên đã suy tàn để nhận được truyền thừa tề thiên chân chính lý triệt nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sáng truyền thừa tề thiên mặc dù bây giờ tu vi võ đạo của lý triệt đã đạt đến cảnh giới võ thánh nhưng truyền thừa tề thiên vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn dù sao tề thiên tự từng là thần tông huy hoàng nhất chiếm cứ khu vực khủng bố là lục đạo thập nhị châu thiên hạ có thể nói là chiếm cứ phạm vi của nửa thiên hạ truyền thừa của nó tuyệt đối không tầm thường chắc chắn có truyền thừa cấp bậc võ thánh trở lên và tầng thứ thần kiếp lý triệt không bài xích truyền thừa võ đạo càng lên cao thì càng khó đi tự mình mở ra con đường tu hành, gia nan biết bao, truyền thừa của người khác mở đường, đứng trên vai người khổng lồ, nhìn xa trông rộng, đi được cao hơn, chẳng phải tốt sao, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Lý Triệt chắp tay cúi chào. Ánh mắt của Nhị Tâm Đại Thánh nhìn Lý Triệt một cách sâu xa. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, những con khỉ ở Hoa Quả Sơn, đại vương của các ngươi, không thể trở về được. Lời nói vừa dứt nhị tâm đại thánh tỏa ra phật quan vô tận từ từ hóa thành thần điêu không còn sống động như thật không còn tỏa sáng nữa hoa quả sơn không thể trở về được lý triệt thở dài hắn nhìn nhị tâm đại thánh mơ hồ như cũng đoán ra và hiểu được điều gì đó tiễn đại thánh lý triệt chắp tay cúi chào thật lâu rốt cuộc tề thiên tự đã xảy ra chuyện gì thần miếu rốt cuộc là gì có lẽ chỉ khi nào lý triệt đặt chân lên tường thành của tề thiên tự tìm được thanh thần binh tam thanh kia nắm chặt thanh thần binh này trong tay thì mới có thể hiểu được ông 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 khi lý triệt cúi chào xong đứng thẳng dậy đột nhiên đồng tử của lý triệt đột nhiên co lại chỉ thấy trên thân của thần điêu nhị tâm đại thánh vậy mà có thần tính khổng lồ của thần miếu bắt đầu phát tán ra trôi nổi lên không trung không ngừng ngưng tụ lại ánh sáng vàng rực rỡ bùng phát mỗi luồng thần tính của thần miếu màu vàng phất phơ, dường như đều hóa thành một sợi lông khỉ đung đưa trong gió. Cuối cùng lông khỉ nhẹ nhàng xếp chồng lên nhau, tạo thành một chiếc mặt nạ vỡ nát chỉ còn một phần ba. Lý triệt ngây người nhìn. Giây tiếp theo, trong mắt hơi dao động. Mặt nạ tề thiên miếng thứ hai, miếng mặt nạ tề thiên thứ hai, hô hít lý triệt thở ra hít vào thật dài, lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đây thật sự là một bất ngờ, một bất ngờ ngoài ý muốn, dù sao, miếng mặt nạ Tề Thiên đầu tiên của Lý Triệt là có được từ trong ngôi miếu quỷ quái của linh viên ở gần Tâm Viên Tự trong Kim Quang phủ. Có liên quan đến Tâm Viên Tự, vì vậy, Lý Triệt đã vô thức nghĩ rằng hai miếng mặt nạ Tề Thiên còn lại sẽ nằm gần hai tông môn đạo thống còn lại là Như Ý Tông và Thiên Cương Lâu sau khi Tề Thiên tự chia rẽ. Nhưng không ngờ tới hôm nay trong ngôi miếu quỷ quái của nhị Tâm Đại Thánh cấp bậc ngũ lão này, lại có được miếng mặt nạ Tề Thiên thứ hai. Ông 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 chiếc mặt nạ Tề Thiên đang đeo trên mặt Lý Triệt, đột nhiên rơi ra, dây tiếp theo, vô số sợi tơ vàng đang xen vào nhau. Kéo về phía miếng mặt nạ Tề Thiên thứ hai kia. Chậm rãi, hai chiếc mặt nạ Tề Thiên dường như dính vào nhau. Nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Lý Triệt. Kim quang lưu chuyển, lông khỉ màu vàng vô cùng mềm mại. Tuy nhiên, trên chiếc mặt nạ này, vết nứt khép lại, cực kỳ rõ ràng mà Lý Triệt có thể cảm nhận được hai chiếc mặt nạ tề thiên này đang từ từ hòa quyện vào nhau, vết nứt trên đó, đang từ từ khép lại. Gào. Lý Triệt chỉ cảm thấy trong nội cảnh nê hoàng ở ấn đường. Đột nhiên rung chuyển. Sau đó, hắn cảm nhận được trong nội cảnh nê hoàng của hắn. Đôi mắt của linh minh chân viên pháp thiên tượng địa, được kim đan thần nguyên bọc lấy, đột nhiên mở ra, vô tận kim quang rực rỡ bùng phát. Có một lượng thần tính cực kỳ lớn, từ chiếc mặt nạ đó phát tán ra như một dòng sông dài cuộn trào sau đó bị linh minh chân viên pháp thiên tượng địa nuốt chửng thần tính khổng lồ đó có thể sánh bằng tổng lượng thần tính của viên tinh thể thần tính tứ ngự mà lý triệt vừa mới có được hơn nữa không cần luyện hóa trực tiếp bị linh minh chân viên pháp thiên tượng địa nuốt chửng ngoài ra lý triệt còn cảm nhận được một chùm thần tính của thần miếu ngưng tụ thành từng viên cờ ẩn chứa trong mặt nạ tề thiên cảm giác của lý triệt quét qua lông mày hơi nhướng lên, tổng cộng có 10 viên, đủ để Lý Triệt biến thân thành, Diêm Vương đăng lâu thái, hai lần, ầm. Ầm ầm khi thần tính phát tán ra điên cuồng rót vào, bổ sung vào linh minh chân viên pháp thiên tượng địa. Kim đan pháp thiên tượng địa lập tức bùng phát ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ chói lọi, toàn bộ nội cảnh nê hoàng lại một lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Có lẽ chỉ trong nháy mắt, cũng có thể là mấy chục nhịp thở cuối cùng bùng 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 như tiếng tim đập. Rung động trong không gian nội cảnh nê hoàng vốn yên tĩnh như chết. Kèm theo rung động. Như có ai đó mở miệng hít vào thở ra. Trong ngôi miếu quỷ quái. Lý Triệt đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt ra, mái tóc đen phấp phới quất vào không khí, phát ra tiếng nổ rực rỡ. Linh minh chân viên pháp thiên tượng địa được kim đan thần nguyên nuôi dưỡng đang thai tức thoát biến, ngôi miếu quỷ quái của thần hầu ngục liên lục nhĩ nhị tâm đại thánh lên ngoài ngôi miếu quỷ quái. Gió tuyết đột ngột dừng lại, nhưng thiên địa lại lạnh lẽo vô cùng, vạn vật yên tĩnh, như thể tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Trên khoảng đất trống trước ngôi miếu quỷ quái, sương mù quỷ quái một lần nữa cuộn lên, sau đó, mọi người nhìn thấy sau khi võ thánh ngộ cương của tiểu linh âm tự bị đuổi ra ngoài, từng bóng người một bị đuổi ra ngoài. Vừa chật vật vừa mờ mịt, bị ném ra khỏi sương mù quỷ quái, ngã xuống lớp tuyết dày và sốt nhạc vi chính sát thủ tinh túc huyền âm của huyền phù thần tông cổ xuyên của thiên đan thần tông ninh hà của thất bảo thần tông những cường giả võ thánh thần thai này khiến tất cả mọi người xung quanh đều chìm vào im lặng những tu sĩ giang hồ bị ngăn ở xa đang đứng từ xa nhìn về phía ngôi miếu quỷ quái từng người một đều rung lên thảm khốc quá không còn nghi ngờ gì nữa những cường giả tu sĩ này bị đuổi ra khỏi ngôi miếu quỷ quái có nghĩa là bọn họ đã bị loại không được thanh thần binh gậy thần kim thiết tùy tâm coi trọng mà theo tiếng gió tuyết cào thét sương mù quỷ quái dường như trở nên bạo động từng bóng người một từ trong đó chật vật ngã ra ngoài là những cường giả cấp bậc đại tông sư thần nguyên chân nhân đã tiến vào trong cung điện quỷ quái khi tất cả mọi người đều bị ném ra ngoài toàn bộ sương mù quỷ quái trở lại yên tĩnh trong sự nhìn nhau của tất cả mọi người không biết là ai đã hét lên người của thần tông tràng nguyên vẫn chưa ra ngoài còn có thần hầu địa phủ tiếng nói vừa dứt lập tức như sấm sét vang lên trên bầu trời phá vỡ sự yên tĩnh của thần điêu lĩnh trong xe ngựa lữ thái bạch đang pha trà sữa cho hi hi khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ ơ à, sư phụ tông chủ cha vẫn chưa ra ngoài sao đôi mắt của hi hi lấp lánh mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng đã không ngốc đã đoán ra được điều gì đó Hi hi nheo mắt cười như trăng lưỡi liềm. Nàng quay đầu nhìn Kim Thái Tuế đang ngồi yên lặng ở góc thùng xe ngựa. Tiểu Kim Tử. Ngươi mở to mắt nhìn xem, cha ta có ra ngoài không? Hi hi nheo mắt, cười hì hì nói. Kim Thái Tuế ngoan ngoãn đứng dậy, ghé vào xe ngựa nhìn một cái, lắc đầu. Hi hi lập tức không hài lòng, tưởng bụng nhỏ lên, vung vẩy bàn tay mũm mỉm. Ngươi phải nói chứ. Nói theo những gì ta đã dạy ngươi, kim thái tuế mím môi hi hi đại đế lão gia vẫn đang thể hiện hi hi nghe vậy lập tức chống nạnh cười lên cha vẫn đang thể hiện ầm 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 đột nhiên sương mù quỷ quái đã im lặng rất lâu đột ngột cuộn lên mọi người hét lên kinh ngạc chỉ thấy trong sương mù quỷ quái cuộn trào dường như có vạn trượng phật quang bắn lên vậy mà đã thổi bay cả những đám mây tuyết tích tụ trên bầu trời phật quang tỏa xuống như thể chiếu ra một ảo ảnh tiếng ồn ào nổ tung trong nháy mắt. Bởi vì, Phật quan chiếu ra hình ảnh của hoa quả sơn. Trên đỉnh hoa quả sơn, một bóng người cao lớn, đứng trên đỉnh núi, một tay cầm một bức thần điêu nhị tâm đại thánh, tay còn lại nắm chặt một cây gậy bảo bằng vàng. Trong xe Phật, ngộ cương đã được Pháp Sư Hoàng Đà Trấn An bình tĩnh lại, thân thể đột nhiên phồng lên, khí tức dao động. Pháp Sư Hoàng Đà vẫn luôn ngồi yên trong xe Phật đột nhiên đứng dậy, lập tức những chiếc chung cổ treo xung quanh xe phật phát ra tiếng len keng thần hầu địa phủ còn có bức thần điêu đó ánh mắt của hoàng đà lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng có thể điêu khắc ra thần điêu như vậy chỉ có một người duy nhất ở thần tông càng nguyên lý triệt trong xe ngựa hi hi đột nhiên vén rèm chui ra ngoài lữ thái bạch ngồi đó ung dung đang cầm một cốc trà sữa ngây người nhìn hình ảnh mà phật quang chiếu ra hắn nhìn thấy cây gậy bão trong tay thần hầu cũng nhìn thấy thần hầu cầm bức thần điêu nhị tâm đại thánh bằng một tay thần điêu quen thuộc đó cho dù là lữ thái bạch vẫn luôn bình tĩnh vào lúc này vẻ mặt cũng không khỏi thay đổi với mắt nhìn của hắn tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt thần điêu này là lý triệt giúp đỡ điêu khắc hay là do thần hầu tự mình điêu khắc đột nhiên ngôi miếu quỷ quái nhị tâm đại thánh vốn yên tĩnh đột ngột rung chuyển sau đó sương mù quỷ quái cuộn trào như thể bị chém làm đôi như tấm rèn trên sân khấu kéo sang hai bên trong tấm rèn kéo ra bóng dáng cao lớn đeo mặt nạ thần hầu đặt một cây gậy thần kim thiết tùy tâm lên vai hai tay buông lỏng và tùy ý đặt trên cây gậy thần cứ như vậy từng bước từng bước đi ra mà theo hắn đi ra ngôi miếu quỷ quái phía sau hắn đang dần dần sụp đổ răng rắc răng rắc lôi đình tàn phá dữ tận trên chính tầng trời bất chợt hiện ra trong tầng mây chì vô tận Đám mây đen áp xuống như muốn rơi xuống nhân gian, mang đến cảm giác ngột ngạt vô cùng. Vô số tia sét bắn ra từ đó, không khí lạnh lẽo như lan tỏa một chút tê dại kích thích da thịt. Tách 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 có lẽ do Lôi Đình mang đến sức nóng, khiến đống hoa tuyết tích lũy trong tầng mây bắt đầu tan chảy thành nước mưa, rồi lại rơi nhanh từ trên cao xuống dưới sức nóng. Thần điêu lĩnh, một vùng tuyết nguyên mênh mông vô tận. Có người vô thức ngẩng đầu lên, hàng mi khẽ rung động, trong mắt phản chiếu những giọt mưa rơi từ trên cao xuống không ngừng phóng to trong đồng tử trên giọt mưa như mặt gương phản chiếu ngôi miếu quái dị đang sụp đổ cung điện quái dị sương mù quái dị cùng với bóng dáng khoác áo choàng đen buông thả tùy ý chậm rãi bước ra từ trong làn sương mù quái dị đang tách ra dưới chiếc mặt nạ thiếu một nửa có lông khỉ màu vàng bay phấp phới khóe miệng lộ ra mờ mờ ẩn ẩn cong lên thành một vòng cung ngạo nghễ đất trời tĩnh lặng như tờ chỉ còn lại những giọt mưa nóng bỏng ở độ cao vạn trượng rơi xuống tuyết nguyên, phát ra tiếng bịch bịch. Cùng với hình ảnh con thần hầu từng bước từng bước đi ra khỏi ngôi miếu quá dị, sau lưng là ngôi miếu quá dị đang sụp đổ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn. Cho dù là Lữ Thái Bạch, đôi mắt đen dưới hàng lông mày bạc kia cũng không khỏi hơi nheo lại. Miếu quá dị, sụp đổ rồi. Lữ Thái Bạch không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này với tư cách là cường giả sông tuyệt đỉnh lão cũng từng tấn công miếu quái dị khi thần tính của miếu thần trong miếu quái dị bị rút cạn miếu thần chìm vào giấc ngủ miếu quái dị sẽ xuất hiện tình trạng sụp đổ sự sụp đổ này không giống với tình huống miếu quái dị dưới sự thống trị của tô gia biến mất khỏi nhân gian trước đó sau là không thể đảo ngược hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian ngay cả cung điện quái dị cũng biến mất không dấu vết giống như chưa từng xuất hiện trước là do thần tính của miếu thần cạn kiệt, rơi vào trạng thái ngủ say miếu quái dị sụp đổ, nhưng không biến mất hoàn toàn, theo suy đoán của Lữ Thái Bạch, có lẽ là sụp đổ vào trong cung điện quái dị. Còn cung điện quái dị vẫn tồn tại trong hiện thực, nhưng sẽ đóng lại, giống như ấp ủ miếu quái dị lần nữa, ít thì 10 năm, nhiều thì vài trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, cung điện quái dị sẽ mở ra lần nữa. Còn miếu quái dị trong cung điện quái dị sẽ lại như măng mọc sau mưa, đâm chồi nảy lộc, Miếu Quái Dị sụp đổ sau lưng Thần Hầu lúc này chính là tình huống như thế. Tuy nhiên, tình huống này thực ra rất khó xảy ra. Lữ Thái Bạch có chút khó hiểu, dù Thần Hầu đã lấy đi Thanh Thần cung tùy tâm kim thiết thần cán, món thần binh thượng vị ngũ lão này, sao có thể khiến cả Miếu Quái Dị sụp đổ vào cung điện quái dị, rơi vào trạng thái ngủ say được? Lấy đi một thanh thần binh là rút cạn toàn bộ thần tính của một miếu thần ngũ lão thượng vị sao? Thần Hầu không, là phụ thân của Hi Hi Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lữ Thái Bạch ngửa đầu uống cạn ly trà sữa, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Lão đã đoán được thân phận của thần hầu, trong lòng dù kinh ngạc nhưng cũng có thể chấp nhận được. Ban đầu, Lữ Thái Bạch đoán Lý Triệt là ngưu ma hoặc mã diện, thậm chí đã tin chắc như vậy. Nhưng hiện tại xem ra hai người đó là người khác. Cũng đúng, trước đây cho rằng mã diện là Lý Triệt, đó là vì những cơ quan kỳ lạ mà mã diện lấy ra, có thể tấn công từ xa, lại có thể kích nổ, gây ra lực phá hủy kinh khủng mặc dù đối với cường giả tuyệt đỉnh thì uy lực có hơi không đủ. Nhưng đây chỉ là cơ quan thôi. Không cần thực lực quá mạnh cũng có thể thi triển được, nếu số lượng đủ nhiều, ý nghĩa mà nó đại diện phía sau sẽ hoàn toàn khác. Còn bây giờ Lữ Thái Bạch nghĩ kỹ lại, mã diện chỉ là lấy ra cơ quan, sử dụng cơ quan, không có nghĩa là những cơ quan này do mã diện chế tạo. Lữ Thái Bạch bỗng cười khẽ. Bất kể Lý Triệt là thần hầu, hay là mã diện hoặc là ngưu ma vấn đề cũng không lớn trên thực tế nếu lý triệt thực sự là thần hầu có lẽ gã chẳng bận tâm đến việc thân phận bị lộ hay không gã đã có đủ tự tin này huống hồ người thực sự có thể đoán được thần hầu chính là lý triệt cũng không nhiều bởi vì ngoài ba vị trưởng lão càng nguyên thần tông là công thâu tỉnh quân đường tháo giáp và đinh tử ra không ai tận mắt nhìn thấy thần hầu điêu khắc con thần điêu này có lẽ họ nghĩ là lý triệt điêu khắc cho thần hầu thì sao lữ thái bạch có thể đoán ra đó là nhờ trực giác của cường giả tuyệt đỉnh cảm nhận đạo vận trong khoảnh khắc khiến lão đưa ra suy đoán như vậy cụ thể đúng sai lữ thái bạch còn cần hỏi ý kiến của công thâu tỉnh quân ba người tiện thể dặn họ giữ kín miệng nếu thân phận thần hầu của lý triệt thực sự bị lộ đúng là có chút phiền phức dù sao ý nghĩa mà thanh thần cung tùy tâm kim thiết thần cán đại diện quá lớn liên quan đến tề thiên tự Liên quan đến bộ ba thanh thần binh tam thanh xếp trong top 10 của đại cảnh khâm thiên thần binh phổ nhất định sẽ khiến các cường giả tuyệt đỉnh động lòng. Lý Triệt là phụ thân của Hi Hi, một khi xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tu luyện của bảo bối đồ đệ, thiếu tông chủ tương lai của thần tông. Lữ Thái Bạch thực sự coi Hi Hi là người kế nhiệm để bồi dưỡng. Ngoài việc thực sự coi trọng thiên phú của Hi Hi, Lữ Thái Bạch cũng cảm thấy trong số đệ tử thân truyền của mình, chỉ có một người bình thường như vậy mới có thể kế nhiệm chức tông chủ của càng nguyên thần tông nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha